Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Phiên tòa xét xử binh sĩ Mỹ làm rò rỉ hàng ngàn tài liệu mật cho website WikiLeaks đã bắt đầu vào hôm nay. Binh nhì Bradley Manning sẽ phải ngồi tù chung thân nếu tòa án quân sự phán quyết anh ta có tội. Anh này thừa nhận đã trao thông tin cho WikiLeaks và nói rằng anh muốn khơi mào tranh luận về cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan và Iraq. Các công tố viên lập luận hành vi của anh ta đe dọa tới mạng sống của binh lính Mỹ. Những nhà lập pháp Mỹ trong chuyến đi tìm hiểu thực tế ở Nga đã kêu gọi Moscow và Washington hợp tác hơn nữa để chống những kẻ chủ chiến Hồi giáo. Các nhà lập pháp đã gặp gỡ giới chức an ninh Nga và cũng đi thăm thành phố Beslan ở vùng Bắc Kavkaz, nơi xảy ra vụ khủng bố trường học hồi năm 2004. Thời tiết khắc nghiệt tiếp tục là tin tức hàng đầu, đặc biệt là ở miền trung nước Mỹ. Thêm nhiều cơn lốc xoáy đã ập vào bang Oklahoma, giết chết 13 người. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.